Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, huyện Ba Vì Hà Nội đã lên tiếng trước thông tin và hình ảnh mấy ngày nay lan truyền trên mạng xã hội khi việc khinh khí cầu chở nhiều người rơi xuống ruộng ở huyện Ba Vì. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 7. Một khinh khí cầu xuất phát tại Sơn Tây chở theo 9 người bay lên với hành trình tham quan, quảng bá du lịch. Khi tới địa phận xã Tây Đằng, Ba Vì, khinh khí cầu gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp. Cả 9 người đều bình an. Khu vực khinh khí cầu hạ cánh là bãi đất trống giáp tỉnh lộ 412 thuộc thị trấn Tây Đằng. Địa điểm này cách vị trí xuất phát khoảng 10 km theo đường bộ. Nhà chức trách địa phương khẳng định phương tiện này đã được cấp phép bay, không có chuyện rơi mà được hạ cánh do gặp lỗi kỹ thuật. Sau khoảng 30 phút, sự cố đã được giải quyết. Thưa quý vị, theo quy định vừa mới ban hành, từ ngày 1 tháng 8, người dân có thể lựa chọn kê khai đăng ký xe trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại các cơ quan công an. Chủ xe kê khai chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu, sau đó tự bấm biển số trên ứng dụng này mà không cần phải đưa xe đến cơ quan để đăng ký xe. Sau khi tiếp nhận ứng dụng VNEID, thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe bằng một trong ba phương thức sau: tin nhắn điện thoại, thư điện tử, thông báo trên ứng dụng. Chủ xe sẽ nộp tiền qua các tiện ích thanh toán được tích hợp trên VNEID và nhận thông báo sau khi thanh toán được hoàn thành. Cán bộ công an sẽ tiếp nhận các thông tin, kiểm tra thông tin và trả kết quả về ứng dụng VNEID. Các thông tin kiểm tra chính xác, công an sẽ trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc có thể đăng ký xe trên ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan công an là một thông tin đang được nhiều người vui mừng và ủng hộ. Đây cũng là nội dung được bàn tán sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Mời quý vị cùng theo dõi. Hay quá, khi ngày càng nhiều dịch vụ được tích hợp trên VNEID thì các giao dịch sẽ trở nên rất thuận tiện, tiết kiệm hơn rất nhiều. Người dân ai cũng ủng hộ. Rất thuận tiện, đỡ mất thời gian và quan trọng là dẹp được tình trạng cò đăng ký xe. 6 năm trước, tôi đi đăng ký xe rất vất vả. Thủ tục thế này thì thật nhanh gọn, thuận lợi, thuận tiện, hợp lòng dân. Đọc xong thì thấy có vẻ rất thuận tiện nhưng không biết thực tế thế nào. Và tôi cũng có thắc mắc là trường hợp xe không chính chủ có thể sang tên được trên app không? Nếu được thì quá tiện vì tôi làm từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa xong nữa. Sắp tới đóng thuế trước bạ online nữa là xong. Nếu bạn không có thời gian, bạn có thể mua xe trên mạng, làm thủ tục online, sau đó bạn ngồi tại nhà để nhận xe, biển số và cà vẹt. Cái gì cũng từ từ, có cả quá trình mới hoàn thiện được, bạn đừng cầu toàn quá mức. Tốt quá, triển khai sớm đến công an địa phương để dân đỡ tốn thời gian. Rất tiện lợi nhưng cũng đáng lo, vì càng nhiều tiện ích được tích hợp thì càng lo về vấn đề bảo mật. Theo quy định Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tất cả các giao dịch trên 10 triệu đồng một lần hoặc trên 20 triệu đồng một ngày được yêu cầu phải xác thực bằng sinh trắc học. Báo cáo của trình duyệt cấp cốc thực hiện vào đầu tháng 7 cho thấy, hiện nay có 75,4% người dùng đã thực hiện cài đặt xác thực sinh trắc học. Trong đó, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang là hai khu vực có tỷ lệ người dùng thực hiện cài đặt xác thực sinh trắc học thành công tất cả các ngân hàng cao nhất. Khu vực miền Nam, trừ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực miền Trung có tỷ lệ người dùng gặp khó khăn trong việc cài đặt sinh trắc học cao hơn so với các khu vực, khi có đến 30% chưa thực hiện thành công bất kỳ ngân hàng nào. Về trải nghiệm người dùng, có hơn 40% đáp viên cảm thấy quá trình thu thập sinh trắc học là rất dễ dàng. Tuy nhiên, cũng có hơn 30% người dùng cảm thấy việc thực hiện này là rất khó khăn. Tuy vậy, quá trình này cũng có không ít vấn đề phát sinh, gây ra những khó khăn nhất định cho người dùng. Gần 2/3 người dùng gặp vấn đề khi thực hiện cập nhật sinh trắc học liên quan đến căn cước công dân, nhận diện khuôn mặt, thiết bị, thông tin hướng dẫn hay thậm chí là phải ra ngân hàng mới thực hiện được. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tuần tới, vùng áp thấp phía Tây phát triển, miền Bắc xảy ra nắng nóng, cao điểm nhất là ngày 9 đến ngày 13 tháng 7, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Riêng vùng núi phía Bắc vẫn chịu tác động của vùng hội tụ gió trên mực là 1.500 đến 3.000 mét, nên vẫn tiếp tục có mưa rào, dông về tối và đêm. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo Hà Nội đến giữa tuần sau cao nhất là 35 độ, từ thứ Năm tăng lên 36 đến 37 độ, ban đêm là 27 đến 28 độ C. Điểm cao trên 1.500 mét so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai,
khoảng từ 17 đến 25 độ C. Miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng trong tuần tới. Các ngày từ mùng 8 đến ngày 11 tháng 7, nắng nóng tập trung quanh khu vực Thanh Hóa và Bình Định. Mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi cao trên 39 độ C. Ngày 12 đến ngày 14 tháng 7, vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng mở rộng tới Phú Yên, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi cao nhất là 37 đến 39 độ, vùng núi phía Tây trên 39 độ C. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận khoảng 33 đến 35 độ C. Bộ Y tế đang lấy ý kiến cơ quan tổ chức để xây dựng dự án luật dân số. Theo dự luật dân số đang xin ý kiến, nam nữ trước khi kết hôn và người muốn sinh con sẽ được tư vấn, khám sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa và phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến sinh sản. Người thuộc diện chính sách, vùng khó khăn được hỗ trợ chi phí khám. Các trường hợp bắt buộc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh gồm người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, người có nguy cơ cao sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh như phụ nữ từ 35 tuổi, phụ nữ tiền sử có con bị bệnh, tật bẩm sinh, có tiền sử gia đình người mẹ hoặc chồng đã xác định bị bệnh, tật bẩm sinh, vợ chồng cận huyết thống, người có tiền sử tiếp xúc với các hóa chất độc hại, sử dụng thuốc độc hại cho thai nhi hoặc tiếp xúc thường xuyên với môi trường độc hại. Khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giảm thiểu tỷ lệ vô sinh, dị tật bẩm sinh, thai chết lưu, phát hiện sớm các bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm, tạo điều kiện cho việc mang thai và sinh con khỏe mạnh, nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Phòng ngừa từ sớm, tránh sinh ra con bị dị tật sẽ giảm gánh nặng chi phí của nhà nước, gia đình và xã hội trong điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng. Đề xuất này đang nhận được nhiều sự đồng tình của người dân, tuy nhiên cũng không ít người bày tỏ sự băn khoăn. Mời quý vị cùng điểm qua một vài bình luận nổi bật. Tầm soát trước như vậy cũng tốt, nhưng chi phí phải hợp lý. Chứ giờ nhiều người đã không muốn kết hôn rồi, thêm luật này mà chi phí cao nữa thì thêm nhiều người không muốn kết hôn thêm. Việc khám ra bệnh là để người còn lại biết. Đây là quyền được biết của người còn lại, đảm bảo họ chấp nhận bệnh tình của người kia và kết hôn. Chứ không kết hôn được thời gian mới ra bệnh thì người kia sẽ nghi ngờ người còn lại giấu bệnh, lừa mình. Đây là mầm mống tan vỡ hôn nhân đó. Hoàn toàn ủng hộ luật hóa quy định khám sức khỏe tiền hôn nhân để gia đình hạnh phúc bền lâu. Đối tác cần biết rõ về sức khỏe sinh sản cũng như những căn bệnh truyền nhiễm có thể lây qua đường tình dục. Cần có luật cụ thể khi kết hôn, cũng như hỗ trợ người dân khám tiền hôn nhân với chi phí giá thành rẻ nhất, nên đưa vào luật xã hội hóa sức khỏe tiền hôn nhân. Người có trách nhiệm trước khi cưới đều dẫn nhau đi khám để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả hai, cũng như việc có con cái sau này. Người không có trách nhiệm có con để cưới mà không kịp khám và khi khám ở đâu, đó sẽ có các yếu tố bất ngờ, khó đỡ, mất kiểm soát. Vì vậy, cần tuyên truyền vận động mạnh hơn, đồng thời giảm chi phí khám tiền hôn nhân, chứ không nên đưa thành luật. Hoàn toàn ủng hộ, tuy nhiên nên đi kèm với việc đưa ra mức hỗ trợ hoặc miễn giảm 100% cho các vùng sâu, vùng xa, miền núi hẻo lánh để khuyến khích họ tuân theo quy định mà không bị áp lực về tiền bạc. Nếu kết quả khám xấu thì vợ chồng lấy nhau về tự đi chữa bệnh hoặc không sinh con, hoặc sinh con thì đã lường trước được những vấn đề sẽ gặp phải để chuẩn bị trước tâm lý lẫn kinh tế. Từ đó giúp hạn chế đứa trẻ sinh ra bị dị tật, bệnh hiểm nghèo, bệnh gen di truyền thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn.